nhà để chuẩn bị cho đợt tiếp theo. Cháu làm gì? Cân bao nhiêu? Trong tập này thầy Nguyễn Quốc Hoàng đang mang ra 4 thành viên và trọng tài Nguyễn Quốc Hoàng sẽ điều khiển với hai nhân vật trong quay kính thưa các vị đại biểu, lần đầu tiên đó là năm 2018, đó là rất là thương đã gặp nhau với anh chị Minh của trung tâm huấn luyện thể dục thể thao Thái Bình và một chị của lớp trên thì cũng rất là đại biểu. Nói như thế thì là hơi buồn cười nhưng mà thực ra không có gì để cả. Các đội Việt Nam là phải địa phương và tham gia với các đội Việt Nam ở trên sân không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.